1, 2, 3. Chúng ta sẽ cùng nâng cao chiếc cúp ạ. Xin chúc mừng các nhà vô địch giải Phước Sang Thái Bàn vô địch quốc gia 2024. Câu lạc bộ Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Đường đến những ngày vinh quang còn đường chúng ta đã chọn. Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Minh Hùng, ông Ngô Minh Hiển, ông Trần Anh Tú và ông Phạm Trọng Quốc Hưng. Cũng xin được chúc mừng đội vô địch của các ban lãnh đạo, ban huấn luyện viên và các cầu thủ của câu lạc bộ Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh.